những chị em nào mà chúng ta làm việc trong cái môi trường máy lạnh đó, giống như Hương vậy đó, thì quan trọng nhất là chúng ta cần phải cấp ẩm cho làn da của mình để làn da của chúng ta không bị mất nước, thì cái dòng nước chống nắng này nó sẽ bảo vệ cái làn da của chúng ta khỏi tác hại của ánh nắng nè, và khỏi tác hại của những ánh sáng xanh nè do màn hình vi tính hay là những cái màn hình điện thoại. Chính vì vậy mà những cái độ chân non của làn da của chúng ta sẽ được cải thiện rất là rõ rệt luôn đó. Khi mà các bạn sử dụng ha, thì chúng ta sử dụng vào buổi sáng và buổi trưa để bảo vệ cái làn da, và buổi tối chúng ta nhớ tẩy trang cho làn da của chúng ta sạch. Thì chắc chắn với 4 bước mà chúng ta làm ha, thứ nhất là chúng ta rửa rửa mặt nè, nước hoa hồng nè, và serum cấp ẩm, và bước cuối cùng là chúng ta dùng nước chống nắng thảo dược với cái thành phần không có chứa chì. Những cô gái văn phòng đi làm, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để chúng ta có thể make up, và những sản phẩm make up đa phần nó sẽ chứa những cái hàm lượng chì. Chính vì vậy mà cái dòng nước chống nắng thảo dược nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được cái yếu tố là không cần phải make up quá nhiều bước. Cái thứ hai, làn da của chúng ta không phải tác hại của chì nữa. Những cái dòng mà thảo dược của nước chống nắng sẽ bảo vệ làn da, giúp cho làn da của chúng ta căng mịn nè, căng mịn, và những cái vết thâm, vết đồi mồi, những cái lỗ chân lông sẽ được cải thiện rất là rõ rệt nha. Và khi chúng ta sử dụng rất là đơn giản ạ. Chỉ cần chúng ta rửa mặt của mình đúng không? Sau đó chúng ta dùng nước hoa hồng nè, sau đó chúng ta dùng serum, và sau đó chúng ta dùng nước chống nắng. Chỉ như vậy thôi đã giúp cho các bạn sở hữu được làn da rất là tuyệt vời và rất là tốt.